chào mừng mọi người quay lại với Radio Cầu Nguyện Cùng Giêsu với không gian thần thánh này. Hãy cùng nhau tìm hiểu và lắng nghe lời Chúa, nguồn cội của sự yên bình, hy vọng và tình yêu vô bờ. Trong không gian này, chúng ta sẽ chia sẻ những lời giáo huấn bổ ích, những câu chuyện đầy ý nghĩa và nhận được sự truyền cảm hứng và cổ vũ từ Chúa. Trước tiên hãy bấm thích video để xác nhận là bạn đang tập trung lắng nghe từng hơi thở của Chúa dâng tràn trong những lời giáo huấn, những lời an ủi và những lời hứa của Ngài. Cộng đoàn bắt đầu cùng suy niệm. Hôm nay Chúa đang nói với bạn thông điệp mạnh mẽ này. Đây là thông điệp dành cho những người có đức tin chân thật vào Chúa. Những ai xem video này đến cuối cùng sẽ nhận được phước lành và trải nghiệm những phép màu sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Người con yêu dấu của tôi, khi thế giới lấp lánh dưới lớp tuyết phủ và trái tim ấm áp trong niềm vui của mùa lễ, hãy nhớ về bản chất sâu sắc của Giáng sinh trong thời gian kỷ niệm này. Món quà của tôi cho nhân loại không được bọc trong tờ giấy lấp lánh mà được đặt trong một cái chuồng khiêm nhường. Tình yêu của tôi đã đến trần gian, biểu hiện hy vọng và sự cứu rỗi cho mọi linh hồn tìm kiếm ánh sáng giữa bóng tối. Khi còn treo mỗi mảnh trang trí ánh sáng, mỗi cây nến, hãy để những hành động này làm bài học nhắc nhở về ánh sáng vĩnh cửu mà tôi mang đến thế gian. Mỗi tia lấp lánh, mỗi ánh sáng là hình ảnh của ngôi sao đã dẫn dắt các người chăn và vua đến chứng kiến kỳ tích tình yêu sinh ra trên trái đất. Trong tiếng cười và niềm vui của những người thân yêu, hãy nghe tiếng vang của đội thiên thần ca tụng hòa bình và lòng thiện ý đối với tất cả. Mong rằng Giáng sinh này không chỉ là một ngày của cuộc liên hoan vui vẻ mà còn là một khoảnh khắc suy tư trong im lặng về món quà vĩ đại nhất từng được tặng. Đó là tình yêu kiên định của tôi dành cho con. Khi con mở những món quà, mong rằng con cũng mở những lớp của biết ơn và tình yêu, lan tỏa chúng rộng rãi đến những người xung quanh con. Hãy mừng vui vì mùa này chứng tỏ sự kết nối vững chắc giữa thiên đình và nhân loại. Tôi luôn ở đây, trong mỗi lời cầu nguyện thì thầm trong đêm lạnh, trong mỗi hành động tử tế và trong mỗi trái tim tin tưởng. Giữa những ánh đèn lấp lánh và những bản nhạc Giáng sinh hân hoan, hãy đừng quên đi nguồn gốc khiêm nhường của Giáng sinh trong một chuồng ngựa đơn giản dưới bầu trời đầy sao. Hy vọng đã được sinh ra trong mùa này. Khi con tụ họp cùng những người thân yêu, hãy nhớ thông điệp của Giáng sinh đầu tiên, đó là thông điệp về sự đơn giản, sự khiêm nhường và tình yêu sâu sắc. Khi con trao đổi quà và chia sẻ bữa ăn lễ hội, hãy để những hành động này trở thành biểu tượng của món quà tình yêu và sự hy sinh lớn hơn. Tinh thần thật sự của Giáng sinh không nằm ở sự trọng đại của các cuộc tổ chức lễ hội mà nằm ở những khoảnh khắc yên bình của lòng tử tế và lòng trắc ẩn. Nó được tìm thấy trong việc giúp đỡ, trong lời an ủi cho những người cô đơn và trong sự bình yên dành cho một thế giới bị lo lắng. Đây là Giáng sinh. Tôi mời con nhìn xa hơn vật chất và đón nhận cái tinh thần. Hãy để trái tim con là một chuồng lễ nơi lòng từ bi, sự tha thứ và sự hiểu biết được tái sinh. Hãy để những hành động của con phản ánh tình yêu và ân sủng mà mùa lễ này biểu hiện. Hãy nhớ, con yêu của tôi, niềm vui lớn nhất không đến từ việc chúng ta nhận được gì mà từ việc chúng ta cho đi trong mỗi hành động yêu thương. Sự hiện diện của tôi được đổi mới và mừng vui. Con là ánh sáng của thế giới, một ngọn đèn hy vọng và niềm vui giống như ngôi sao đã chiếu sáng trên Bethlehem. Khi tuyết rơi nhẹ nhàng và thế giới im lặng dưới lớp tuyết êm đềm của nó, hãy quay lòng về thông điệp sâu sắc của Giáng sinh. Đây là thời gian để kỷ niệm không chỉ về sự ra đời của Chúa Giêsu mà còn về sự ra đời của hy vọng, tình yêu và một mối liên kết tái sinh với tôi. Trong sự náo nhiệt và bận rộn của mùa lễ, hãy tìm những khoảnh khắc yên bình và cảm nhận sự hiện diện của tôi. Hãy để bình an của thời gian thiêng liêng này thấm sâu vào tâm hồn con, làm dịu đi những lo lắng và nỗi sợ hãi của con. Hãy nhớ rằng phép màu lớn nhất của Giáng sinh được sinh ra trong sự im lặng và đơn giản. Giáng sinh này, tôi khuyến khích con tạo không gian để suy ngẫm và biết ơn.
hãy suy nghĩ về những phước lành của năm qua, ngay cả giữa những thách thức và khó khăn. Hãy nhận biết sức mạnh mà con đã thu được, tình yêu con đã chia sẻ và sự phát triển mà con đã trải qua. Sự biết ơn là ký ức trong trái tim, và khi nhớ lại, tinh thần của con được nâng đỡ. Khi con ăn mừng, hãy gần gũi với bài học về tình yêu không điều kiện mà Giáng sinh dạy chúng ta, yêu không mong đợi, cho đi mà không đòi hỏi đền bù, và tha thứ như con đã được tha thứ. Bằng cách làm như vậy, con thể hiện chân lý thực sự của Giáng sinh và tình yêu của tôi sẽ chiếu sáng rạng rỡ bên trong con. Chúc con có một Giáng sinh là sự ăn mừng của ánh sáng, tình yêu và hy vọng không ngừng. Hãy để mùa này là một lời nhắc nhở rằng, bất kể bóng tối xung quanh, ánh sáng của hy vọng không bao giờ bị dập tắt. Khi bước vào năm mới, hãy đón nhận nó không chỉ là sự thay đổi trong lịch mà còn là cơ hội tái sinh và biến đổi. Mỗi ngày là một trang canvas mới, một cơ hội mới để tô điểm cuộc sống của con bằng những màu sắc rực rỡ của niềm tin, hy vọng và tình yêu. Hãy để những bài học từ năm qua là những nét vẽ hướng dẫn con đường của con trong năm mới. Tôi khuyến khích con tìm kiếm những khoảnh khắc yên bình giữa cuộc sống đang vội vã. Trong những khoảnh khắc yên bình này, con sẽ tìm thấy tôi đang chờ đợi, háo hức để mang đến sự hướng dẫn, sự an ủi và sức mạnh. Trong sự im lặng, giọng nói của tôi thường trở nên rõ ràng nhất, thì thầm những lời khuyên và sự động viên. Hãy nhớ, người yêu dấu, sự thay đổi là người con đồng hành không ngừng trên cuộc hành trình của cuộc sống. Hãy đón nhận nó bằng một trái tim mở cửa và một tinh thần sẵn lòng. Mỗi thay đổi là một bước đệm trong quá trình phát triển, một con đường để khám phá sức mạnh sâu sắc và mục đích của con. Đừng sợ hãi điều chưa biết, vì tôi ở bên con, hướng dẫn và ủng hộ con trong mọi bước đi, khi con điều hướng qua những bất định và thách thức của năm mới. Hãy nắm chặt niềm tin chính là cái la bàn sẽ dẫn con qua những biển cả hỗn loạn đến bờ bình yên và thanh thản. Đó là chốt neo giữ vững con giữa những sóng lớn của cuộc đời. Trong năm mới này, tôi khuyến khích con mở lòng từ bi và lòng thông cảm không chỉ với những người xung quanh con mà còn với chính bản thân mình. Hãy nhẹ nhàng với trái tim của con, thông cảm với những vấp ngã của con và kiên nhẫn với sự phát triển của con. Tự từ bi là nguồn sức mạnh thôi nôi, nuôi dưỡng tâm hồn con và truyền cảm hứng để con lan tỏa tình yêu đến với người khác. Hãy cố gắng xây dựng cầu nối của sự hiểu biết và sự đồng cảm trong các mối quan hệ của con. Hãy lắng nghe bằng trái tim mở và nói chân thành và yêu thương, hành động với ý định hàn gắn và đoàn kết. Khi làm như vậy, con trở thành một công cụ mang lại hòa bình và tình yêu của tôi, đem ánh sáng đến cho những người xung quanh con. Trong năm mới này, hãy dám mơ lớn, con yêu của tôi. Hãy để những khát vọng của con bay cao, không bị ràng buộc bởi nỗi sợ hoặc nghi ngờ. Hãy nhớ rằng với tôi, mọi điều là có thể. Những giấc mơ của con là hạt giống của một tương lai đầy hy vọng và mục đích. Hãy tưới nước cho chúng bằng niềm tin, chăm chỉ bảo dưỡng và hãy nhìn chúng nảy mầm thành hiện thực. Khi năm mới hé ra, hãy để lòng biết ơn luôn đi cùng con trong mọi tình huống. Tìm điều gì đó để biết lòng biết ơn làm sáng tỏ những điều phước lành thường được giấu kín trong cuộc sống hàng ngày. Nhắc nhở con về sự hiện diện không thay đổi của tôi trong tình yêu, trong cuộc hành trình phía trước, hãy nhớ rằng con không bao giờ đơn độc. Tôi luôn bên con, một hiện diện vững chắc trong mọi niềm vui, mọi thách thức và mỗi khoảnh khắc khám phá. Hãy tin tưởng vào tình yêu và sự hướng dẫn vô tận của tôi khi con bước đi trên con đường của năm mới. Trong những chương mới của năm mới này, hãy để mỗi ngày trở thành một cuộc phiêu lưu trong niềm hãy tin tưởng vào hướng dẫn của tôi. Vào những con đường không thể nhìn thấy mà tôi đã chuẩn bị trước mặt con và vào hành trình của sự phát triển mà mỗi ngày mới mang lại. Cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất trong cuộc sống không luôn được đánh dấu bởi những sự kiện lớn mà thường được tìm thấy trong những hành động đơn giản của niềm tin và sự đầu hàng. Khi con đi qua năm mới này, hãy chấp nhận sức mạnh của việc tha thứ.
Tha thứ là một lời cầu bình yên, chữa lành những vết thương cũ, hàn gắn những mối quan hệ tan vỡ và giải thoát trái tim con khỏi gánh nặng của quá khứ. Hãy tha thứ cho người khác như con đã được tha thứ. Tôi đã tha thứ cho con và trong việc làm đó, con mở cánh cửa cho sự hòa giải và tình yêu được làm mới. Trong những khoảnh khắc yên bình của cuộc sống hàng ngày, hãy tìm sự khôn ngoan trong lời Chúa của tôi. Hãy để Kinh Thánh là nguồn chỉ dẫn cho con, là cái đèn soi đường dẫn lối cho bước chân con. Sự khôn ngoan trong lời Chúa của tôi là vô thời và có thể áp dụng vào những phức tạp và thách thức của cuộc sống hiện đại. Nó mang lại một nền tảng chân lý và sáng suốt trong một thế giới thường xuyên rối ren và hỗn loạn. Trong năm nay, tôi khuyến khích con phục vụ người khác với một trái tim vui vẻ. Phục vụ là sự phản ánh của tình yêu của tôi trong hành động. Cho dù đó là đưa ra một bàn tay giúp đỡ, lắng nghe hoặc một lời động viên, dịch vụ của con là một bằng chứng mạnh mẽ về tình yêu và lòng từ bi chảy qua con. Trong những thời điểm bất định hoặc khó khăn, hãy nhớ rằng sức mạnh của tôi được hoàn hảo thông qua nỗi yếu đuối của con. Đừng tránh né sự yếu đuối của con, mà hãy ôm lấy chúng như cơ hội để sức mạnh của tôi được thể hiện trong cuộc sống của con. Trong những điểm yếu của con, ân điển của tôi chiếu rọi rực rỡ nhất, mang đến hy vọng và sức mạnh khi con điều hướng qua những thách thức và chiến thắng của năm nay. Hãy để kiên nhẫn làm con đồng hành vững chắc của mình, kiên nhẫn trong đối mặt với khó khăn, kiên nhẫn với người khác và kiên nhẫn với chính mình. Khi con trưởng thành và học hỏi, hãy nhớ rằng những điều tuyệt vời thường mất thời gian để hiện ra và kiên nhẫn là chìa khóa để nhìn thấy kế hoạch tuyệt vời mà tôi dành cho con. Hãy nuôi dưỡng một trái tim thờ phượng, không chỉ trong những khoảnh khắc niềm vui mà còn trong những thời điểm gian khó. Thờ phượng là sự biểu đạt của niềm tin của con trong tôi, một tuyên bố rằng tình yêu và quyền năng của tôi là tối cao trong cuộc sống của con. Trong thờ phượng, con tìm thấy sức mạnh, cái nhìn và sự bình an vượt qua mọi hiểu biết. Năm mới này hãy là đuốc hy vọng và ánh sáng trong cộng đồng của con. Hãy để lời nói, hành động và thái độ của con phản ánh tình yêu và ân điển mà con đã nhận được. Bằng cách làm như vậy, con trở thành một minh chứng sống về tình yêu của tôi, truyền cảm hứng cho người khác tìm kiếm hy vọng và bình an giống như con đã tìm thấy. Trong mọi điều, hãy nhớ rằng tôi luôn bên con, hướng dẫn bước chân của con và ủng hộ con bằng tay phải công bằng của tôi. Con không bao giờ vượt ra khỏi tầm với của tình yêu và sự quan tâm vô tận của tôi. Hãy tin vào tình yêu vô hạn của tôi và hãy để nó trở thành nguồn cảm hát ứng cho sự can đảm và tự tin của con khi con ôm lấy những cuộc phiêu lưu trong năm mới này. Amen. Cuối cùng, nếu bạn muốn ủng hộ kênh của chúng tôi, vui lòng xem xét quyên góp bằng cách sử dụng tính năng Super Thanh. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất. Nếu bạn đồng ý với nội dung của chúng tôi, xin hãy bình luận rằng Chúa tốt lành. Cảm ơn đã xem theo dõi chúng tôi khi chúng tôi chia sẻ lời Chúa Giê-xu của chúng tôi bằng cách đăng ký kênh. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của chúng tôi. Chúa chúc lành bạn. Cuối cùng, cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem video này và lắng nghe lời nhắn từ Chúa. Điều quan trọng nhất là bạn nhớ rằng mình được tạo ra với một mục đích và số phận riêng và sẽ luôn được Chúa đồng hành và ủng hộ trong cuộc sống. Những thử thách và trở ngại sẽ không bao giờ làm bạn suy sụp nếu bạn luôn tin tưởng và dựa vào sức mạnh của Chúa. Amen. Chúa phù hộ các bạn.